Dạ, em tên là Lê Văn Thành, năm nay em 28 tuổi, hiện đang làm bán hàng. Còn dạ, em? Còn em tên thật là Nguyễn Thái Hồng Uyên, năm nay em 28 tuổi. Em có đi làm trước nhưng mà bây giờ em đã theo học lại nên giờ em là sinh viên cao đẳng của Kinh tế đối ngoại theo khoa chuyên ngành là kế toán doanh nghiệp ạ. Tụi em gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Tụi em đã quen nhau được 10 năm ạ, cưới nhau mới được 6 tháng hả? Quen nhau 10 năm mà cưới nhau 6 tháng, hay vậy? Có những người mà quen cái là tháng sau cưới liền, các bạn tới 10 năm sau. Trời ơi. Tụi em là mối tình đầu với nhau ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy kể cho nhau nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ, vậy như vậy, cái bạn thân của vợ em á, thì là học chung với em được một năm, là năm lớp 12 thôi. Thì bạn đó cũng có nói thích em nhưng mà em không có ấn tượng gì về bạn đó hết. Thì bạn đó cứ đeo theo em hoài à. Wow. Rồi trong một cái lúc bữa thì ra chơi thì em ngồi em đọc chuyện trong căn thư viện á, thì bạn ấy có dẫn vợ em tới giới thiệu đây là bạn thân của mình. Ấn tượng đầu tiên em nhìn với vợ em thì cũng rất là bình thường, giống như là hai bạn chào hỏi quen biết nhau thôi chứ không hề ấn tượng gì hết. Là ấn tượng nhất thì chủ yếu là cái ngày 20 tháng 11 á, thì cái ngày đó là em ấn tượng vợ em. Là cái bữa đó xui có một cái như vậy. Xui một cái như vậy. Dạ. Cái bữa đó có hẹn đi chơi với vợ em, bạn bè thôi, em không có ý gì hết. Nhưng mà đến gặp em xong nói trời hôm nay Uyên dễ thương quá, em cũng nở mũi luôn ạ. Cái câu thứ hai là xin lỗi Uyên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Mình thì có tiền đi xe buýt rồi, đến đây là hết tiền rồi, thôi hai đứa đi về ha. Trời ơi, em nghe xong em hụt hẫng lắm ạ, cái em tức quá, nói cứ đi chơi với mình đi, đãi cho bao nhiêu tiền trả hết. Em thích vợ em từ cái bữa đó đó. Thứ nhất là vợ em phóng khoáng, tại vì thường hồi xưa đó, em đi học em thấy mấy bạn là cũng là hay tính lắm, kiểu như đi chơi với anh trai là để anh trai trả tiền, để anh trai tính tiền. Ở trong cuộc đi chơi đó là hai người thích nhau đúng không? Nhưng mà đơn phương một bên thích, còn em vẫn ghét là tại vì em muốn phá cái cuộc tình này của bạn thân em. Em muốn cướp bạn thân lại thôi chứ em không có ý gì hết Coi như em muốn cướp bạn thân là bạn gái của em đó. Dạ, bạn đúng thân gái, nhưng mà vô tình là em cướp luôn người yêu, người mà bạn gái em yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên mới bị mang tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Tới như vậy này... thì chính thức gọi là thích nhau thì là cái giai đoạn đó là đang lớp 12 phải không? Dạ, dạ đúng ạ. Kể đi, kể những cái sóng gió trong tình yêu học trò coi. Em ở trường thì cái học sinh của em này thì hơi bị hiếu động, có thể là mang là những cái thành tích nó bất hảo ở trường, cho nên á là hết em hay đi với nhau. Thì thầy cô trong trường cũng để ý, tại vì vợ em lúc đó là một sinh ngoan hiền, em thì là một sinh cá biệt của trường. Ba em đi rước vợ em, vô tình đó là ông ấy có cái nhìn không tốt về em rồi, cộng với lúc đó là em để mái tóc hai mái của đang trường em, mà cái lúc đó là vô tình cái kiểu em để nhìn nó bậm trợn quá đi. Là ổng nhìn ổng càng là ngứa mắt nữa. Dạ, cho nên là thấy vợ em nó quen em rồi không cho, mà vợ em vẫn cứ quen, cũng hai đứa cứ đi về chung, đi học chung rồi đi suốt, thành ra là nói không được, thành ra mới dùng cái đòn roi tới quýnh vậy. Dạ. Đánh dữ không? Có khoảng thời gian áp lực lắm á, em mới bắt đầu em bỏ nhà đi tổng cộng là 5 lần đó. Tới lần thứ 5 là ba mẹ em không kiếm em lại nữa. Có nghĩa là em bỏ đi tới lần thứ 5 là coi như ba má không đi tìm em luôn á. Dạ, lần thứ à. Nhất là như thế nào? Lần thứ nhất thì ba em chỉ nói thôi, ba em chỉ la thôi ạ. Nhưng mà tại em tức quá em không biết là phải giải thích như thế nào để cho ba hiểu. Rồi cái em buồn quá cái em bỏ đi. Rồi lần thứ 2? Dạ, lần thứ hai là vẫn tiếp tục đi nữa, ba em lại thấy nữa, lần này là bắt đầu ba em lại nhằn nữa, mà nhằn nhiều hơn nữa. Mà em nói không lại nên tức quá em bỏ đi tiếp ạ. Và em ra tiệm nét em ngồi thôi, vô tình thì có bạn thì họ khuyên em nên về rồi ba em tới rước ạ. Tới lần thứ ba là em bỏ qua nhà bạn này ạ. Gần 11 đêm em đi bộ qua nhà bạn này, kêu bạn này xuống. Bạn này cũng xuống, bạn nó hết hồn luôn, thấy em. Bạn nói thôi thôi đứng ngoài đợi mình tí, để mình coi gia đình mình còn ai ngủ chưa, nếu mình ngủ hết rồi thôi để mình cho bạn vô nhà để ngủ nhờ. Mình cho bạn. Rồi nhưng mà một đi là không trở lại luôn ạ. Đi vô ngủ luôn ạ. Em ngồi ngoài ạ. Trời ơi, nó ngủ ngoài chỗ buồn ngủ quá, vô ngủ luôn. Em ngồi chơi với mấy con mèo hoang luôn. Khoảng chừng một tiếng, hai tiếng sau, mẹ của bạn này thì có sạp ngoài chợ Tân Định. Bà ấy bán cho tới 2 sáng, bà ấy về thì thấy em ngồi, hỏi phải ni không? Cái em nói dạ. Cái rồi ủa sao ngồi đây? Dạ tại con bỏ đi, con mới gặp Khoa. Ủa Khoa đâu? Dạ Khoa vô nhà mà Khoa nói con đợi mà con không thấy Khoa ra. Cái má Thúy mới lực đực chạy vô hỏi Khoa. Xong rồi lên thì lát sau con thấy chồng xuống, chồng nói một câu xin lỗi nha, nãy giờ ngủ quên. Có tâm ghê hả? Có tâm hết sức luôn ạ. Rồi còn lần thứ tư. Lần này là tụi em ngủ ở công viên. Nhưng mà tại sao bạn này lại đi? Vợ em bữa đó có gọi điện cho em, nói là cũng bị ba đánh nữa. Em qua em an ủi rồi em chở đi ăn uống. Xong em kêu chở về nhà nha. Rồi nhưng mà vợ em nói là bây giờ về là bị đánh nữa. Thì thành ra lúc đó là không dám về. Cái gặp hai chị em vòng vòng chút xíu thì lại mưa to. Rồi lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi.
mà tên túi thì chúng có 10-20 nghìn thôi, học sinh thì em không có tiền. Cái là tụi em phải ra công viên là hai đứa ngồi tới sáng luôn. Thì cái lần thứ năm á là học xong lớp 12, em mới nói vợ em là bây giờ là học xong có lấy cái bằng đi, rồi lần này nếu mà nói chuyện với gia đình không được, ba mẹ không hiểu nữa, thì để Thành để dành tiền, Thành mướn cái phòng trọ ngoài ra, rồi phải trọ ngoài, rồi hai đứa mình đi làm kiếm tiền để sau này khi mình chứng tỏ cho ba mẹ thấy là hai đứa mình có đàng hoàng chứ không có gì, để ra ngoài vài năm đi sau này gia đình nhìn nhận lại con người của em. Có nghĩa là lần thứ năm bị đánh là coi như em đi luôn đó. Lần thứ năm em không có bị đánh là chỉ ba em chỉ bắt đầu dùng lời nói, nhưng mà tại em quyết định rồi á, em bỏ đi là em chỉ muốn chứng minh cho ba em biết là em có thể tự lập được. Nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là hai vợ chồng em hết đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, em đã tốt nghiệp lớp 12 rồi ạ. Rồi tụi em mướn phòng. Dạ đúng. Em thì vẫn ở gia đình em, mà em mướn cái phòng cho thuê ghép á, gần nhà em để mà tiện qua lại. Rồi tiền ở đâu ra? Cái tháng đầu tiên là mỗi ngày em tích góp cái tiền mẹ cho mỗi ngày đi học á, ăn uống á, em nhịn em không ăn uống để dành đó. Để dành một tháng được 200 ngàn là đủ là cho ghép một tháng. Thì em tính là ở một tháng là đầu ra là hai đứa là đi làm phục vụ làm gì đó kiếm tiền rồi đắp thêm. Sau một năm thì em có qua nhà bạn chồng em chơi, bà ngoại của chồng em nói câu rất là dễ thương luôn ạ. Nói câu gì Thành? Là nói là thằng Khoa nó trên gì gì đó, dưới gì đó. Trên răng dưới dép hả? Đúng không? Trên răng dưới dép. Vậy mà sao mà có gì đâu mà sao cứ theo nó hoài vậy? Cứ dính như Sam luôn á. Cứ dính như Sam hoài à. Thì thành ra là cũng thấy là hai đứa em cả năm rồi. Thì xong rồi bà ngoại mới cho phép là thôi kêu Ni về đây đi, ở đây. Giờ ngoại con nó như con cháu dâu. Thì kêu về đi, ở đây đi. Ngoại lo cho, rồi hai đứa lo mà ăn học rồi đi tiếp. Rồi sau khi em về ở với bà ngoại chồng thì là như thế nào? Bà tạo thoải mái cho em rất nhiều, không phải bà nữa mà là cả ông và cả mẹ chồng luôn ạ. Rồi bạn này có thường xuyên ngủ? Dạ không ạ, khoảng thời gian đầu là em ngủ với mẹ chồng ạ. Vẫn ngủ riêng? Dạ vâng ạ. Trong sáng? Dạ vâng ạ. Rồi tới bao lâu thì tụi em mới chính thức là lấy nhau? Được cho phép ngủ chung ạ, là khoảng sau 5 năm ạ. Lúc đó mẹ chồng và cả bà ngoại thì cho phép ạ. Sao lúc đó mình không làm đám cưới luôn mà để tới mãi sau này là mới cưới có mấy... Sao Thành? Tại là gia đình bên kia vẫn chưa chịu mà. Nhưng mà lúc mà em về ở bên nhà Thành là bên ba mẹ em có biết không? Dạ em nghĩ là họ biết, nhưng mà em né, em không có gặp họ. Tại em hơi sợ, em cũng không biết phải đối mặt với ba với mẹ như thế nào. Tại em đã mang tiếng là con gái bỏ đi rồi, mà bỏ đi theo trai nữa hả? Nhưng mà rồi tới lúc mà tụi em cưới là mới đây đúng không? Dạ. Là đúng được ấy, thì lúc đó là ba mẹ đã đồng ý chưa? Tụi em đăng ký kết hôn là ba mẹ đã đồng ý rồi. Mà bây giờ bên phía gia đình em rất là thương chồng em và thương hơn cả em luôn ạ. Nhưng mà bây giờ thì ba mẹ em đã tha lỗi cho em chưa? Dạ rồi ạ. Tha là mấy năm rồi? Cũng được là 5 năm hơn ạ. Là đã tha thứ từ cái 5 năm hơn đó. Dạ, có nghĩa là ba mẹ em á là giận em trong vòng khoảng 5 năm. Dạ đúng ạ, không nhìn mặt con gái luôn ạ. Không nhìn mặt con gái và con gái cũng không lội ngược dòng trở về luôn. Em rất sợ, mẹ em lại không dám về, em chỉ lén về chạy về em thăm với em bỏ em chạy đi lại. Sợ ba đánh đòn? Chỉ sợ ba bắt em lại, tại vì em thuộc dạng em thích tự lập, em không có muốn bị quản thúc nữa hả? Tại em đã đủ tuổi rồi, 18 tuổi là em có thể tự lo cho bản thân em được hả? Bây giờ chị chỉ hỏi em vậy thôi, em có em bé chưa? Dạ tụi em vẫn chưa có em bé ạ. Thế ví dụ sau này mà tụi em có em bé rồi con em nó lớn lên nó cũng y như em vậy đó, thì ví dụ như lúc đó con gái em không gặp được một người chồng như em, tốt như em, mà gặp một cái thanh niên mà không ra gì cả và chỉ gọi là xâm phạm con gái em xong rồi là nó bỏ, thì em nghĩ thế nào? Ở đây chị muốn nói vấn đề là rất may mắn cho em gặp được chồng em với lại gia đình chồng em. Dạ vâng ạ. Cái xác suất đó là vô cùng thấp, không phải là ai cũng sẽ gặp được một hoàn cảnh như vậy. Cho nên là em xếp vào loại may mắn, nhưng chưa chắc gì con em nó đã may mắn như vậy nếu như có chuyện gì xảy ra. Ở đây chị muốn nói là cái việc làm của em chưa đúng. Yeah. Hiểu chưa? Yeah, no. Tại vì rõ ràng 5 năm rồi ba mẹ đã thay đổi về cái suy nghĩ là đã tha thứ cho em. Thì có nghĩa là ở đây là ba mẹ chỉ sợ em gặp trường hợp như chị vừa nói ra. Dạ đúng ạ. Đúng không nào? Dạ đúng. Cho nên á, ở đây nếu mà về phía chị sẽ không khuyến khích cái việc này. Dạ. Và em sau này cũng vậy, nếu em có một đứa con gái đừng có nói là sau này con gặp cái gì thì con phải tự chịu trách nhiệm. Không có, không được như vậy. Tuy nhiên chưa hẳn là ba làm đã đúng, bởi vì sao? Cái cách làm của ba hơi bị cứng nhắc quá. Dạ. Thành ra là làm cho em sợ ba mà em không dám chia sẻ nhiều, đúng không? Thì ở đây á, Vân chỉ muốn nói là với trường hợp của hai bạn này thì là nếu như các bậc cha mẹ mà gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, hoặc các bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, chúng ta phải hết sức bình tĩnh,
cha mẹ con cái phải hiểu nhau để mà có thể bảo vệ được con mình một cách tối đa. Cái đó là cái điều kêu gọi bây giờ. Cho nên Vân nghĩ vậy đi, hai vợ chồng nên có một lời nói với cha mẹ vợ. Dạ có. Em thì là em cảm ơn gia đình nhà chồng là quá rồi. Thực ra chị cũng quá ngưỡng mộ gia đình chồng em. Nhưng mà riêng hai đứa em phải nói một lời gì đó với cha ba mẹ vợ. Nhất là dạ ba có. Con không biết phải nói như nào, nhưng mà thông qua chương trình này, mục đích của con là muốn xin lỗi ba với mẹ hả? Cảm ơn phía gia đình chồng con, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con với chồng để có cơ hội để nói ra những gì mà tụi con đã chất chứa tới 10 năm mà tụi con không dám nói. Tụi con thương ba mẹ nhiều lắm hả? Con thương rất là nhiều luôn. Nhiều lúc con nhìn ba với mẹ ngủ, con cũng muốn ôm ba mẹ giống mấy đứa em vậy đó. Nhưng mà con lại cười thôi. Nhiều lúc con muốn hỏi ba bệnh gì, ba đau cái gì không, nhưng mà con lại không dám nói. Nhưng mà con cố gắng con sẽ kiếm thật nhiều tiền hoặc phát triển cái tài chính của mình lên để có thể lo cho ba với mẹ và thay cho mấy đứa em nữa ạ. Và cả gia đình, làm rạng rỡ gia đình luôn hả? Con xin cảm ơn hả? Con thưa với ba mẹ, và thông qua chương trình này con cũng muốn nói với ba mẹ một điều. Con không phải là như những người là ba đã nhìn nhận. Con không có bồng bột như lúc trước. Từ khi mà quen con gái của ba đi á, con chín chắn nhiều. Con một lòng một dạ với lại con của gái của ba, chắc chắn từ đây tới sau này nữa. Thì mong ba yên tâm. Thế đó, thì trong khoảng 10 năm nay, không phải là một thời gian ngắn, thì con nghĩ chắc ba cũng nhìn nhận và con ngửa con. Thì do đó thì ba cũng đã tha lỗi cho con thấy ba đã chấp nhận con rất là nhiều. Con cảm ơn ba và mẹ nhiều. Con họ cười mà tôi muốn khóc. Tụi em lên đây là mục đích là cái nhất là quan trọng là xin lỗi ba với mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người tạo điều kiện cho tụi em được quen với nhau và tới với nhau ạ. Thứ hai là tụi em muốn kỷ niệm lại 10 năm tình sử ạ. Dù có thiếu thốn nhiều thứ nhưng tụi em vẫn cố gắng nắm tay nhau để vượt qua điều đó. Cái nắm tay của em với chồng em là anh cũng đồng cảm được cái điều mà em vừa nói. Nhưng mà nhân đây thì anh nghĩ là em cũng nên nói một điều gì đó với bên mẹ chồng em. Bà ngoại với mẹ không? Với mẹ thúy của em đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi con cảm ơn bà rất là nhiều, dù bà đã không còn ở trên đời ạ. Và cả ông ngoại nữa ạ. Ông ngoại là người luôn dạy cho con nhiều thứ ạ. Và cả má thúy nữa, má thương con lắm. Bởi con lần đầu tiên con cảm động lắm, tại vì trước giờ con chưa được ôm mẹ con, nhưng mà con đã được ôm má thúy nên con cảm nhận được cái tình mẹ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thật sự con rất là ngưỡng mộ má thúy hả. Chị nghĩ rằng sau đây là ba mẹ xem em sẽ hiểu được tấm lòng của con gái. Dạ. Hồi nãy Quyên có nói là Quyên chưa bao giờ em ôm mẹ em và ba em á, thì sau chương trình này hơn nên ù chạy về đó, nhà chạy ôm về mỗi nhà người một cái đúng rồi em ôm không? Bởi vì đó là một cái vòng tay hạnh phúc, phải không? Bây giờ sau chương trình này chạy về ôm má thúy một cái, phải không? Xong xuôi lo hai cho chồng má chạy thúy về lo cho ôm má thúy ba mẹ vợ một cái đúng chưa? Được không? Rồi chúc cho hai em lúc hạnh nào hạnh phúc. Cũng tươi cười hạnh phúc, dù có giông bão cỡ nào cũng vượt qua hết nghe. Hạnh phúc và giàu sang. Yeah.